Lỗi Tây Ninh chào anh em nha. Bữa nay đi du lịch Vũng Tàu anh em ơi. Vũng Tàu không? Rồi xin chào anh em nha. Bữa nay đi Vũng Tàu chơi anh em ơi. Tình hình là biển sóng đẹp nha. Thành phố về đêm. À, Đại Nguyễn Bình Phước. À, nay hai anh em đi du lịch Vũng Tàu cùng nhau ha. Rồi nhá anh em có coi kênh của Đại thì sang ủng hộ sớm đó nha. Rồi, chào các bạn nha, hiện tại mình đang ở bãi trước Vũng Tàu nha. Nói chung là nay cũng ít người đi chơi, mùa dịch mà. Cũng mới xuống tới cả nhà, đi làm vòng chơi lát cho nó thoải mái một xíu. Nhưng mà đừng quên một thứ nha, nó đeo này vô thế là xong nha. Giờ đi một vòng chơi lát nha đây. Thank you.
Lúc trước đi câu đi ra đi chơi đó có lấy cái theo hai cây câu câu dưới kia cái chim biển nhiều lắm. Rồi là khu ẩm thực chợ đêm nha. Giờ là tới khu đồ lưu niệm của Vũng Tàu. Có một số vỏ ốc bự đẹp lắm nha. Đó. Vỏ ốc đẹp sợ.
thấy cái gió sò ẩm bự sợ. Ba con diêm xanh là quá chừng. Con này bắt chơi thôi chứ có ăn uống gì. Này là anh Đại Nguyễn Bình Phước nè. À, bữa nay là anh nghỉ lên rừng mà giờ tới anh xuống biển. Hôm nay chán ăn rừng hay xuống biển ăn.
em bắt ăn hay bán chị? Nè. Nhỏ quá à. Nè cũng bự á. To to vậy nè, nhỏ khó để lắm. Kệ bỏ vô đi chứ. Trời ơi, này bắt với chuyện nào? Cái này nè, chị nhức lưng nè mới đi bắt đó, chứ không đâu có đi bắt đâu. Chị đau lưng á hả? Ừ. Đi ra ngoài ngay chỗ chùa bà đó, đó là bự, con bự bự hơn cái này nữa. Đi ra ngoài chùa bà đó. Mình làm biến đi á, mới bắt con nhỏ vậy á. Nhỏ con bự bự không mà. Ốc này chị đau lưng nha anh em. Ai có đi ra Vũng Tàu bắt hay bắt cho hết ốc nha. Quá chừng luôn nè. Này là bãi trước ban ngày nha anh em. Chắc ai cũng đi Vũng Tàu chắc cũng biết mà. Chủ yếu là bữa nay đi quay chơi cho vui thôi. Coi rồi bữa nay cá mất sao chị. Ba trăm ngàn ký. Là đẻ đó, dưới kia nó bán không? Bán cho rẻ ăn cùng nghề với nhau mà. Cùng nghề á. Cái con lứa 500 bán khách từ khác. Bỏ vô. Bỏ hai con kia vô cân luôn. Ký rưỡi á. Bữa nay cá về sớm hơn. Cá về muốn hết rồi. Mới 30 má hàng. Bữa nay không có cá chị, bữa nay ít quá. Mấy ký mua đi. Cái này sao giật anh? Cái này
bán vừa cưng hút mới cưng nó luôn. Cái đó nhà có chỗ. Mẫu đại đi có nữa. Ví dụ cưng rồi. Chứ cần kéo gì nữa. Cần kéo gì rồi. Thôi nhau. Có cân rồi bán ký. Năm chục, bảy chục gì đó. Mới. Mới vừa nó cưng hút luôn đi. Hết luôn. Này hả? Này bán gì vậy? 5 ký á. Đâu 5 ký gì vậy? Có cân cưng hút kìa. Gần 5 ký. 3. Cá này có chỗ gì nướng liền không? Nướng không?